Quý vị bạn nhìn thấy không, ở phía trước là ngã ba đường Thận Thuận Kiều với đường Đặng Minh Khiêm, thì mình rẽ phải thì tới đường rẽ phải là tới đường Nguyễn Thị Minh Khai ha, rẽ trái thì qua đường Trần Quý nha, qua 3 tháng 2 ha. Thì ngã ba phía trước mặt mình là ngã ba Thuận Kiều, phòng khám đa khoa Thuận Kiều, rẽ phải qua bệnh viện Chợ Rẫy nha, qua bên trái thì qua chợ Thiết. Thì đây người ta còn gọi là khu phố xe của quận 11, đường Đặng Minh Khiêm ha. Thì cái hướng ngược lại nè, về đường Phó Cơ Điều đó. Khu vực này là khu vực buôn bán xe gắn máy loại sang nha cô chú chị bạn. Vũ Hồng giới thiệu đến cô chú chị bạn một cái căn nhà nằm trong cái hẻm 10-12 đường Đặng Minh Khiêm này. Trong đây là có tổng cộng là có 9 căn nhà, bên tay phải là 5 căn, bên trái là 4 căn. Theo số nhà số 10, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5. Căn 5 là căn cuối cùng. Còn bên trái là 10-1, 12-1, 12-2, 3-4. Rồi cô chú anh chị bạn nào xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Vũ Hồng ha. Nếu có bạn bè người thân thì chia sẻ video clip này đến họ để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà nha. Rồi cái cổng này là cổng biệt lập ha. Trong đây là chỉ có 9 căn nhà thôi. Đây, cô chú anh chị bạn nhìn ha. Căn nhà của mình là 10-3 nha. Đó, căn nhà 10-3. Một trệt, một lửng. Một trệt, một lửng. Ba lầu với máy che than đúc luôn nha. Hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Phía sau nhà mình còn khoảng gần 5 tấc. Thì giáp cái khoảng thông hành địa dịch thì chủ nhà có làm cái khoảng khung sắt với kính cường lực để che ha, rồi nó làm trang trí rất là đẹp luôn nha. Ở trên có cái mái che bấm motor remote luôn. Khu này khu biệt lập rất là yên tĩnh luôn. Cực kỳ yên tĩnh luôn ha. Ai sống ở đây sống giống như là trong những cái khu mà nghỉ dưỡng vậy đó. Ở ngoài là chợ xe buôn bán sầm uất nhưng vô trong này thì cực kỳ yên tĩnh luôn ha. Đây vị trí hẻm trước nhà mình đây. Đó, hẻm trước nhà mình đây ha. Và nhà mình ha, một trệt với một lửng, ba lầu và máy che than ở trên nha cô chú anh chị bạn. Nhà có 5, hiện tại là nhà là có 5 nhà vệ sinh. Đó. 4 phòng ngủ. Nhà có chủ quyền hồng hoàn công rồi, nhà hướng tây ha. Kích thước căn nhà chiều ngang là 3m và chiều dài là gần 9m. Nhà chủ quyền hồng hoàn công rồi nha, nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu và không có quy hoạch giải tỏa gì hết. Nhà được bảo vệ với hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt. Đó, cửa sắt lùa ha, rồi bên trong là cửa sắt với kính cường lực nha. Nhà mình bên trong có làm cái lửng nên cực kỳ thoáng. Cái cửa này nè, cái cửa này mình có thể vừa mở vừa xoay luôn nha cô chú chị bạn. Vừa mở vừa xoay luôn ha. Và tường nhà mình thì được dán cao lên 1,5m rồi ha. Đó. Hiện tại nhà mình hiện tại cao hơn mặt hẻm là khoảng hơn 2 tấc ha. Đó, phía bên trong nhà vệ sinh thì cao hơn phía trước này khoảng 1,5m. Và đây là cái lửng của ngôi nhà mình nè. Nhà có lửng nên căn nhà nhìn cực kỳ thoáng luôn ha. Nhà được trang bị đèn LED Panasonic ha. Và có thêm những cái đèn ống để cho nó sáng thêm nữa nha. Toàn bộ nhà là sử dụng kính bằng kính cường lực. Cái này là cửa sắt ha, giả nhôm sinh pha nha, chứ không phải là cửa sắt ha. Chủ nhà làm cho mình sẵn một cái ống, một cái ống là để hút khói đẩy ra ngoài khi mình nấu nướng ha. Có những cái điểm đặc biệt của căn nhà này là căn nhà này ở trong cái khu hẻm biệt lập mà xây dựng một trệt, một lửng, ba lầu và mái che than luôn. Và căn nhà này là nằm theo thứ tự trong hẻm là số 1, 2, 3, 4, 5 chứ không phải là 2, 4, 6 hay điều đặc biệt. Và ở phía sau căn nhà mình thông hành địa dịch thì chủ nhà tận dụng cái khoảng thông hành địa dịch để chủ nhà làm cái song sắt và cái kính cường lực với nhôm sinh pha tạo một điểm nhấn rất là khác biệt. Và ở trên thì có làm cái máy bấm remote. Đó, cái máy che bấm remote để lấy gió lấy sáng ha. Đó, những cái điểm khác biệt. Và nhà mình thì ở cái tầng nào chủ nhà cũng chừa sẵn cái vị trí cho mình. Vừa trang trí mà vừa làm sẵn cái khung cho mình gắn cái tủ âm tường luôn. Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ nhà mình là 10-3 đường Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11.
gần bệnh viện Chợ Rẫy, gần chợ Thiết, gần chợ Tân Thành, gần Thuận Kiều Plaza. Đó, như Vũ Hồng nói nè, chủ nhà làm sẵn chỗ thờ ông thần tài với ông thổ địa luôn rồi ha. Ở đây có những cái đèn nè, có chừa vị trí để mình gắn đèn trang trí ha. Rồi mời cô chú anh chị bạn ngắm lại cái không gian ở dưới chợt nè ha, ở phía trước nè ha, không gian dưới chợt phía trước nè ha. Căn nhà như Vũ Hồng đã nói, căn nhà có cái lửng á, nên nhìn căn nhà rất thoáng luôn nha, cực kỳ thoáng luôn ha. Giá căn nhà này trước đây là chủ kêu là 6 tỷ, hơn 6 tỷ, 6 tỷ 2, nay chủ giảm còn là 5 tỷ 6, à, 5 tỷ 6 ha. Nên cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì căn nhà này hồi lúc ban đầu là chủ gửi tới 6 tỷ 6 luôn á, nhưng bây giờ là còn 5 tỷ 6 là xem như 1 tỷ luôn, từ đầu đến giờ là nó 1 tỷ đó. Cô lúc đó là chưa có hoàn công, giờ là nhà đã hoàn công xong xuôi hết rồi nha, sổ sách hoàn công hoàn chỉnh hết rồi. À, những cái điểm này chủ nhà cũng làm rất đẹp ha, gà đá này nè nó rất đẹp luôn nha. Ở trên đây gì mình gắn thêm cái tủ trên của bếp từ trên để mình xài ha. Đó, chậu rửa có sẵn nè, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời đến từng vị trí xài luôn nha. Và cái ống này là để mình đắp cái máy hút khói đẩy ra ngoài luôn nha. Và đặc biệt cái khoảng phía sau này nè cô chú chị bạn, là chủ nhà có nó cái khoảng thông hành gì phía sau, chủ nhà là làm dứt sắt là từ đây ra phía trường khoảng này, nhìn ngôi nhà nó rất là thoáng và nhìn rất sạch sẽ. Và mình bấm mở bằng remote hoặc là bằng cái nốt điều khiển đây ha. Nhà vệ sinh thì thiết đặt ở cuối, và đây là không gian của chỗ máy đặt máy lắp máy bơm nước lên mà cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời và bồn nước ở trên máy chai than nha. Xin nhắc lại là nhà mình có kết cấu là một chợt một lửng ba lầu với máy chai than ha. Đây là chậu rửa nè, nó chậu rửa inox 304 ha, nó nước nè. À, chậu rửa inox 304 loại sâu lồng ha. Ở đây cũng có chỗ thờ nè ha. Rồi mời cô chú chị bạn ngắm lại toàn bộ không gian ở dưới chợt rồi cùng lên lầu với Vũ Hồng ha. Đi lên lầu ha. Đây là không gian ở dưới chợt nè. Đó, những cái mảng này là chủ nhà làm rất nhiều luôn. Nên mình nhìn thấy cái mấy cái này là về trang trí lại gắn gỗ gắn kiến trang trí rất là đẹp luôn ha. Cầu thang thì được làm ở gần cuối. Ở cuối và được làm bằng tay vịn gỗ mặt ra bằng đá hoa cương và mặt bên bằng kính cường lực nha. Là cầu thang làm theo chiều thuận, sáng ốc theo chiều thuận kim đồng hồ nha. Nhà mình có lửng ha. À, đúc kiên cố nên những cái đà hải hồn ha. Rồi. Đây nè, cái chỗ này mà Vũ Hồng ưng ý, Vũ Hồng nói với cô chú chị bạn nè. Ở chỗ này nè, ở phía sau cái mảng tường này nè, thấy không? Đây là có cái vách ngăn này làm bằng sắt với kính cường lực với nhôm đó. Chứ nếu mình xây bức tường lên đây thì bình thường rồi, mình xây bức tường lên đây thì bỏ khoảng cách phía sau này, dù có mở cái cửa sổ nó cũng không có thoáng bằng. Mình làm như thế này là rất đẹp ha. Đây cũng là một cái thiết kế mới ha, phía sau là giáp với bức tường nhà người ta nghe, khoảng thông hành địa dịch mình làm vậy tận dụng được cái khoảng này rất nhiều ha. Mình có thể mở cái cửa để gió lùa ra nè, ở trên mà bấm remote này nè, remote này mở ra đó. Xin nhắc lại là căn này là chủ giảm một loạt xuống luôn rồi, giờ còn có 5 tỷ 6 thôi. Cô chú chị bạn nào đang quan tâm đến căn nhà quận 1 thì hãy xem xét căn này nha. Quá hợp lý luôn hả cô chú chị bạn. Đây là không gian của lửng. Ở nhà mình thì chủ dán tường cao lên 1 mét mấy hết rồi nè. Đó. Cái nút công tắc là chưa mở luôn nha. Tay vịn cầu thang, tay vịn của cửa phòng thì cũng chưa có mở luôn ha. Và đây là cái nhà vệ sinh nè, nhà mình có 5 cái nhà vệ sinh như thế này. Đó, cô chú chị bạn nhìn thấy không? Ở đây là chủ nhà làm ngăn nào á, phòng nào á, chủ nhà cũng làm cái ngăn để mình làm lắp về lắp kính cường lực hết á. Và thiết bị vệ sinh là sử dụng của inox nha. Đó, inox ha, toàn bộ là inox nha. Dán tường thì dán tường ngang theo phong cách hiện đại bây giờ, cửa gỗ ha. Đèn led lớn nha. Đó, hệ thống điện CB cho CB này điện toàn tầng lửng nè. Đó. Căn nhà mình nhìn xuống dưới nè ha. Nó có cái lửng lên nhà rất là thoáng luôn ha. Ở đây cũng có chỗ để gắn cái tủ ha. Ở đây nếu mà làm phòng làm việc thì làm cái tủ làm việc. Còn nếu mà làm mình làm phòng ngủ thì làm tủ âm tường để quần áo ha. Đây là toàn bộ không gian của lửng của nhà mình. Rất đẹp luôn nha. Chiều ngang 3 mét và chiều dài 9 mét, xây toàn bộ full diện tích luôn.
ở trên lầu thì có lấn ban công ra thêm được nữa, nhìn căn nhà rất là rộng luôn ha, rất là dài luôn nha. Đó, nhà vệ sinh là tầng nào cũng có vệ sinh. Nếu như mình không thích để cái lửng này, giấy chủ quyền hàng công rồi, mình có thể làm thành cái lầu full ra cũng được luôn ha. Đó, cái mảng này là chủ Hồng yêu thích nhất nè. Thay vì làm một bức tường thì chủ nhà làm một cái vách ngăn như thế này nè. Đó, vách ngăn như thế này ha, rất là ok luôn nha. Rồi, mời cô chú chị bạn lên trên lầu ha, lên trên lầu chú Hồng nha. Đó, vừa review xong cái lửng ha, bây giờ lên trên lầu nha. Đó, lên trên lầu ha. Đây, cô chú chị bạn nhìn ở đây cũng vậy ha, sau bức tường thì nhìn nó rất là cứng ha. Đó, mình làm như thế này thì nhìn căn nhà rất là ok nha. Cái ống lên tới đây rồi nè. Đó, sơn cái này là mình khi mình lăn bê để khoảng như cái khoảng này nhìn nó dân dân nó cũng đẹp ha. Ha, đây dân dân nha, nè nè, nó bê. Đó, cô chú chị bạn thấy không, có remote để lát chủ Hồng mở cho cô chú chị bạn xem em ở trên nha. Ha, đây xuống dưới ha, quá cao luôn, nhà mình ok ha. Đây rồi, đây là không gian của tầng 3 lầu 1, tầng 3 nhưng lầu 1, tại nhà có lửng. Đó, thì đây là chưa mở luôn nè, chưa mở luôn ha. Đó, đây chưa mở luôn nha. Rồi, đây cũng vậy, chưa có mở luôn nha, chìa khóa còn sâu đây nè. Đó, nhà vệ sinh nè, thiết kế bằng inox, thiết bị vệ sinh inox 304 ha. Đó, đây cũng có chỗ để lắp chỗ bồn tắm đứng ha. Đó, đây chưa có mở, chưa có xài luôn nha. Đó, có điện sẵn luôn nè, để gắn gương điện á, gắn gương điện á. Thấy cái màu này hợp không cô chú anh chị bạn? Chú Hồng thấy hợp lý á. Căn nhà phòng phía trước thì khá rộng ha, rộng nè, có cái cửa sổ, vô Hồng mở đại diện cái cửa sổ này thôi nha, còn lên lầu khỏi mở ha, cửa sổ, cửa đi. Và đây CV tổng nè, này là chưa xài nha. Đây, chỗ này là lắp tủ âm tường, còn đây là những cái mảng trang trí ha, chủ nhà làm trang trí cho mình ha, đẹp. Đó, mình nhìn xuống dưới lại đây, nè, mình nhìn xuống dưới nè. Đó, cổng đi ra ngoài, nhà mình hướng Tây nha. Thấy không? Đây cái ban công ra ngoài nè. Đó, có cục chặn luôn em, mở ra đẩy ra cục chặn này nó dính lại nha. Rồi, tường nhà thì dán cao ráo sạch sẽ ha. À, nhìn lại không gian của lầu 1 đi. À, không gian lầu 1 đi ha. Cái điểm này Vũ Hồng thích nhất nè. Thay vì ở đây bức tường, chủ nhà làm cái bức tường thì nó không đẹp. Ở đây thì mình làm cái mình làm cái này thì nó đẹp ha. Đó, ngăn cái này nó rất là đẹp luôn nha. Đó, mình bức tường thì nó không có đẹp đâu. Rồi, đi lên lầu ha. Ở trên đây thì nó có một cái kho chứa đồ nè. Đó, khoảng trống trên cầu thang thì làm cái kho chứa đồ. Kho chứa đồ Hồng mở ra cho cô chú chị bạn xem. Rộng lắm nè. Đó, kho chứa đồ nè. Trên lót này lót xăm bo. Đó, cầu thang mới đi lên đó. Rồi mình đi lên trên lầu ha. Đó, những cái mảng này Vũ Hồng nhìn rất là thích luôn ha. Đó, đây cái này mở ra được hết nha. Mở rồi ha. Đây có đèn nè, đèn led nè. Bên đây cũng vậy. À, có đèn led hết đó. Đây không gian của lầu 2. Lầu 2 là tầng 4 á. Lầu không gian của lầu 2 tầng 4 nha. À, có đèn cầu thang nữa nè. Ha. Rồi. Đây là nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh thì dán cũng vậy, 5 cái nhà vệ sinh lận nha. À, cũng thiết bị vệ sinh inox ha, 5 cái nhà vệ sinh nha cô chú chị bạn. À, số 10-3 đường Đặng Minh Khiêm, phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ở nhà thì có hướng chính là hướng Tây, kích thước ngang 3, dài 9m. Ở ban công lấn ra thêm được một chút đỉnh. Nhà thì sử dụng đèn led âm trần hết luôn ha, chợ sáng thêm mấy cái đèn ngang nữa, đèn tiếp. Chỗ này là lắp tủ âm tường,
Cô chú chị bạn nhìn ha, rất là tuyệt vời luôn nha. Một căn nhà nằm ngay trung tâm quận 11. Đó. Đây là cái phòng phía trước của lầu lầu 2. Đó, nhà vệ sinh, cửa gỗ ha. Nè cái này chưa xài nè. Nó đâu có xài đâu. Đó, cái mảng này là cái mảng yêu thích nè. Đó, thấy không? Cô chú chị bạn mà muốn xây nhà mà sau lưng á mà có cái bức tường nhà người ta khoảng thông hành địa dịch, mình làm như thế này nó ok hơn nè. Đó, ở trên mình làm vậy cho đựng dột ha. Đó, ở trên này thì phải làm song sắt nha, để bảo vệ ha, song sắt đặt luôn để bảo vệ nhà mình nha. Đó, đẹp ha. Cầu thang nè. Rồi nhìn lại lầu 2 ha. Lầu 2 là tầng 4 á nha, còn kia lên tầng 5 rồi tầng thượng nữa ha. Rồi ở đây nè, cái máy này nè, cô chú chị bạn vô phòng bấm cho cô chú chị bạn xem nè. Đây nè ha. Bấm nè. Chạy ra chạy vô nè. Cái này hết pin rồi. Đó. Đó, nó chạy vô ha, nó tự lóc lại luôn. Đó, vừa vô đủ nó lóc ra, mình mở ra nè, lóc rồi xong mình phải mở ra, mình mới mở ra. Đó, nó chạy ra nè ha, không xưa nè ha, nó tự nó lóc luôn nha, mình không có lóc nè. Đó, lấy sáng lấy gió, gió mát rượi luôn. Ở trên đây cũng có cái kho nữa ha, nè có cái kho nữa nè, cái kho. Kho chứa đồ rồi ha. Ok ha. Rồi quá ok, cái lầu leo cao quá mệt luôn. Rồi ở phía sau nè, nhà này ta cao tới vậy là hết rồi. Mình lên nữa ha. Mình lên nữa nha. Đó, cô chú chị bạn nhìn thấy không? Bên đây là bệnh viện Chợ Rẫy. Đó, bệnh viện Chợ Rẫy đó cô chú chị bạn thấy không? Đây nè, bệnh viện Chợ Rẫy nè. Đó, bệnh viện Chợ Rẫy đó. Đường Nguyễn Chí Thanh đó. Đó, đường Thượng Kiều chạy ngang qua. Đó, đường Thượng Kiều ở đây. Ngay chỗ cháu lòng Việt Shop này nè, nó là đường Thượng Kiều. Bên hông bệnh viện Chợ Rẫy nè, nè. Đó, ngay đường Thượng Kiều nghe. Đó, cái này Vũ Hồng mới vừa mở đó ha. Bây giờ Vũ Hồng quay review cho cô chú chị Hoàng xem ở ngoài nè. Đây là bệnh viện Chợ Rẫy nè. Đó, hướng này là hướng bệnh viện Chợ Rẫy nè ha. Còn hướng này là hướng Thượng Kiều nha. Hướng Thượng Kiều ha. Còn bên đây là Chợ Thiết nè. Bên đây Chợ Thiết. À, đây hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời của mình đây ha. Bồn nước ha. Hệ thống năng lượng mặt trời ha, bồn nước nha. Đầy đủ hết ha. Đó. Máy trên là máy đút nha. Gió mát quá trời mát luôn. Đó, đây là cái hệ thống che mát nè. Đó, bộ tưa nè. Mình bấm remote chạy ha. Xin nhắc lại cửa phòng của nhà mình á, cửa phòng của nhà mình á là bằng gỗ nha. Đó, cửa đi thì bằng sắt nhưng mà cửa phòng làm bằng gỗ. Đó, và đây, đây cô chú chị bạn nhìn ha. Nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh thứ 5 nha. Nhà vệ sinh này thì không có ngăn dách. Đó, nhà vệ sinh này không có ngăn dách. Cũng thiết bị vệ sinh bằng của inox nha. Nè. Đó, tường nhà thì dán cao như thế này. Đó, có đèn để gắn vô kính màu ha. Rồi phía trước nè, không sắt ở trên làm rồi. Nhà hoàn công rồi luôn. Đó, hàng xóm nhà mình đây ha. Đó, ngang bằng nha, không có cao hơn nha. Đó, mình cao hơn thôi chứ không, người ta không có cao hơn mình. Ha. Hướng này là cái kia Thuận Kiều kìa. Đó, Thuận Kiều Plaza, ba cái tòa nhà Thuận Kiều đó. Chung cư Tân Thành. Đó, bên hàng cây của bệnh viện Chợ Rẫy nè. Đó, hàng cây của bệnh viện Chợ Rẫy nè. Ở đường Thuận Kiều á cô chú chị bạn thấy không? Rồi. Rồi mình nhìn xuống dưới nha. Đó, mình nhìn xuống dưới ha. Đây mình nhìn xuống dưới nè. Đó, ra cổng ở ngoài đó ha. Bên đây là đường Dương Tử Giang, đường Phó Cơ Điều. Bên đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Bên đây là Chợ Thiết, đường Trần Quý.
3 tháng 2. Đó, hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời ở trên kìa cô chú chị bạn thấy không? Đó, đây là có song sắt bảo vệ ở trên này nè, mình về mình lắp kính cường lực hoặc poly để mình làm phòng trên đây, mình che nắng, mình trồng cây tùy mình ha. Đó, cầu thang đi lên trên, máy đúc nha. Rồi cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong cái căn nhà, địa chỉ là 10/3 đường Đặng Minh Khiêm, phường 4 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, giáp với quận 5, gần bệnh viện Chợ Rẫy, gần chợ Tân Thành, gần Thuận Kiều Plaza. À, căn nhà này có kích thước ngang 3m và chiều dài là 9m, xây full diện tích luôn, ban công lấn ra thêm được một phần, và phía sau thì còn phần thông hành địa dịch mình làm luôn. Nhà thì có chủ quyền Hồng hoàn công rồi ha, mua bán ký sổ Hồng, ký công chứng sang tên. Căn nhà này thì có kết cấu một trệt một lửng 3 lầu với cái sân thượng mái cho thang ở trên đây. Đó, nhà thì sổ Hồng mua bán ký công chứng sang tên ha, sổ Hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. Thì chủ nhà trước là kêu đầu tiên là kêu 26 tỷ 6. Nay là chủ giảm một loạt loạt từ từ xuống, hiện giờ là chủ bán giá là 5 tỷ 6 nha, 5 tỷ 6 ha. Một nhà căn nhà nằm ở trung tâm quận 11, kế bên đi bộ mấy bước ra tới bệnh viện Chợ Rẫy, Thuận Kiều, rồi chợ Tân Thành, chợ Thiết. Đó. Căn nhà nằm ở vị trí trung tâm cực kỳ đắc địa luôn ha. Giá thì là 5 tỷ 6 nha. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy liên lạc với Vũ Hồng ha, qua kênh Nhà Đất Sài Thành. Vũ Hồng sẽ dẫn cô chú chị bạn đi xem nhà và gặp chủ nhà để giao dịch nha. Xin nhắc lại là nhà mình có 5 nhà vệ sinh luôn ha. Còn cái máy ở trên là có cái máy che nè. Đó, rất là tuyệt vời luôn ha. Đó, năng bấm remote mở ra nha. Rồi giá xin nhắc lại giá là 5 tỷ 6 nha cô chú chị bạn. 5 tỷ 600 triệu đồng ha. Nằm trong khu biệt lập 10-12 đường Đặng Minh Khiêm, khu chợ xe SH của quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, quận 5 luôn ha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại ở những clip review nhà lần sau. Vũ Hồng xin chào ha.